Chào các bạn, vừa qua có một số bạn phản hồi là thằng YouTube Monster này không thể chạy view cày coin được. Thì lý do là cái thằng này nó chưa cho phép chạy view cày coin trên cái trình duyệt Google Chrome, mà đa số các bạn dùng cái trình duyệt này. Cho nên mình làm ngay cái video ngắn này để hướng dẫn các bạn cách khắc phục. Thì cũng đơn giản thôi, đó là sử dụng trình duyệt khác, trình duyệt Firefox. Cái link download trình duyệt Firefox mình để dưới phần mô tả bên dưới. Thì sau khi bạn download xong, bạn sẽ có cái file là Firefox Portable này. Bạn giải nén nó ra, chuột phải, extract nè. Rồi, nó nằm ở đây nè. Sau khi giải nén xong thì bạn sẽ có cái file này, bạn lít vào đây. Rồi bạn vào Firefox Portable. Tới đây bạn có thể thấy là hàng Firefox này nó cũng giống như Chrome thôi. Bạn nhập địa chỉ của YouTube Monster vào. Rồi bạn đăng nhập. Rồi tiếp theo bạn vào nút màu cam. Bấm vào dấu cộng. Bấm cái nút này. Sau đó bạn quay trở lại bấm cộng tiếp. Bấm nút này tiếp. Cộng tiếp nha, 3 lần. Đó. Có nghĩa là bạn chạy một lúc 3 video cùng một lúc nè. Rồi sau mà khi mà cái thời gian này đếm ngược xong thì nó tự động chuyển qua video khác. Bạn không cần phải canh nữa. Mình vừa mới hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi rồi đó. Nếu các bạn vẫn gặp lỗi hay cần sự hỗ trợ về hàng YouTube Monster hay Firefox thì các bạn có thể để dưới phần bình luận bên dưới. Mình sẽ phản hồi ngay khi thấy yêu cầu hỗ trợ của các bạn. Nếu các bạn muốn tham khảo chi tiết về hàng YouTube Monster thì các bạn có thể xem qua cái video mình để dưới phần mô tả bên dưới. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào các bạn.